Thanh phải nói thật rằng là khi mà mình dùng cái này xong rồi ấy, cái cảm giác là kiểu như nó sướng ấy, là kiếp thế này bây giờ mình mới biết để uống. Biết thế thì mình uống ngay từ cái khi mà em Vinh bảo được khoảng tầm 2-3 tuổi. Thanh uống đến bây giờ là cũng được gần 2 tháng rồi. Thì là thấy là tóc, tai, các thứ là đỡ rụng hơn rất là nhiều. Nó dày. Cái quan trọng nhất đấy là da rẻ. Là một diễn viên mà đi quay nhiều như thế này, mặt mà xấu xí thì lên hình nó trông rất là gớm.